Nếu coi cuộc đấu với không lực Hoa Kỳ của lưới lửa phòng không nhân dân Việt Nam là một giải đấu bóng đá, thì chiến dịch Linebacker là một trận chung kết. Xét về tương quan lực lượng trước khi bước vào trận đấu, cơ hội chiến thắng đã nghiêng hẳn về phía người Mỹ. Linebacker là thuật ngữ chỉ vị trí hậu vệ thòng trong môn bóng đá kiểu Mỹ. Chiến dịch hậu vệ thòng có thể coi là ván cờ mà người Mỹ sẽ dùng hết sức bình sinh húc ngã tiền đạo đối phương, bóp nát sức tấn công của người Việt. Trước năm 1972, người Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ và nắm trong lòng bàn tay hệ thống tên lửa SAM-2, máy bay tiêm kích MiG-21, pháo cao xạ, radar 35, những vũ khí then chốt của bộ đội phòng không không quân Việt Nam. Hậu vệ thòng Linebacker của người Mỹ càng trở nên tự tin và coi trận đấu với quân đội nhân dân Việt Nam chỉ như một cuộc dạo chơi trên sân cỏ. Người Mỹ đã chủ quan đến mức đã cho các pháo đài bay B-52 từ các căn cứ khởi hành cùng một thời điểm, cùng một kiểu đội hình bay, cùng một kiểu điều hành, cùng một độ cao và khoảng cách giữa các đợt tấn công. Lợi thế của người Mỹ được thể hiện rõ trong phần lớn thời gian trận đấu. Từ tháng 4 đến cuối tháng 10 năm 1972, với chiến thuật bay đêm, những tốp B-52 với hệ thống nhiễu dày đặc được sự yểm trợ của hàng chục máy bay tiêm kích đã tha hồ dương ngoài diêu võ trên sân của đối phương. Với chiến thuật bay đêm, người Mỹ đã loại những chiếc máy bay MiG ra khỏi cuộc chơi. Bởi chỉ có khoảng 10 phi công Việt Nam có thể bay đêm với những chiếc máy bay tiêm kích MiG-21. Hệ thống tên lửa SAM-2 đã không thể bắn rơi tại chỗ một chiếc B-52 nào. Còn hệ thống pháo cao xạ, pháo phòng không chỉ đủ bắn hạ máy bay tiêm kích tầm thấp. Do đã có sự chuẩn bị tinh thần đối phó với pháo đài bay từ năm 1965, nên quân đội nhân dân Việt Nam, dù bị ép trong phần lớn thời gian của trận đấu, vẫn kiên cường chống trả. Cùng tất biến, với trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo vốn có của mình, quân đội nhân dân Việt Nam đã lật ngược thế trận trong những phút cuối cùng của trận đấu. Vừa học, vừa chiến đấu, vừa điều chỉnh kịp thời, các phương án bắn hạ pháo đài bay B-52 được đưa ra 2 tháng một lần và hoàn thiện vào tháng 11 năm 1972. Cục diện của trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Theo độ cao, bầu trời Bắc Việt Nam được bảo vệ theo 3 tầm. Tầm thấp được bảo vệ bởi hệ thống súng máy và pháo phòng không. Tầm trung được bảo vệ bởi hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không SAM-2. Tầm cao được bảo vệ bởi hệ thống tên lửa đất đối không SAM-2 và máy bay tiêm kích MiG-21. Tất cả các lực lượng chiến đấu có sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với nhau. Các hệ thống radar cảnh báo quốc gia được phủ rộng khắp, phát hiện địch từ tất cả các hướng. Radar pháo cao xạ đã được linh hoạt sử dụng để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa. Đây được coi là miếng đánh bất ngờ với người Mỹ. Pháo đài bay B-52 không còn bất khả xâm phạm. Các trận địa tên lửa Việt Nam chiến đấu cơ động, không cố định như giáo trình tên lửa của Liên Xô. Các trận địa tên lửa giả làm từ tre và cốt ép đã góp phần vô hiệu hóa số liệu do thám của Mỹ và giúp cho các đơn vị phòng không tiêu diệt máy bay tiêm kích. Các phương án bắn đặc biệt tiết kiệm đạn và hiệu quả đã được linh hoạt sử dụng. Các lực lượng phòng không, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ với súng máy, pháo cao xạ được bố trí dày đặc ở nhiều vị trí, có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, bảo vệ trận địa tên lửa, đồng thời tiêu diệt những máy bay tiêm kích ở các độ cao. Lực lượng này còn phụ trách báo động phòng không toàn dân, chỉ đạo sơ tán, phòng tránh, bắt giặc lái nhảy dù. Lực lượng không quân bay đêm với những chiến đấu cơ MiG-21 xuất kích từ các sân bay dã chiến đã khiến quân địch bất ngờ. Tận dụng khả năng tăng tốc của chiến đấu cơ MiG-21, các phi công Việt Nam đã khéo léo kéo giãn đội hình bay của Mỹ, giảm cường độ nhiễu, giúp cho tên lửa SAM-2 dễ dàng tiêu diệt mục tiêu. Các phi công Việt Nam cũng đã tiêu diệt 2 B-52, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử chiến tranh. Các lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân các địa phương tích cực tham gia các nhiệm vụ hết sức quan trọng như san lấp hố bom, sửa chữa sân bay, làm trận địa tên lửa, cao xạ, ngụy trang, cất giữ vũ khí, khí tài, đào hầm trú ẩn, cấp cứu và cứu thương. Năm 1954,
người Việt đã nhận lời thách đấu của người Pháp và đã giành chiến thắng vang dội Nam Châu, chấn động địa cầu trong một trận đấu diễn ra trong suốt 56 ngày đêm tại thung lũng Điện Biên Phủ. 18 năm sau, người Việt chủ động đón tiếp người Mỹ ngay trên sân nhà. Nếu nói về một con số, thì tỷ lệ bắn rơi B-52 chỉ cần là 6-7% sẽ khiến Nhà Trắng rung chuyển. Trên 10%, người Mỹ sẽ thua cuộc. Và người Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế, với tỷ lệ bắn rơi B-52 lên tới 17,6%. Người Việt Nam dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào, dù phải đối mặt với đối thủ tầm cỡ nào, chưa bao giờ họ chịu thua trên mảnh đất quê hương. Với trí tuệ, bản lĩnh, sự sáng tạo và đoàn kết của mình, một lần nữa người Mỹ đã nhận một kết quả bẽ bàng như người Pháp tại Điện Biên Phủ. Chỉ khác là lần này, người Mỹ đã thua ngay tại thủ đô Hà Nội.